Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Sài Gòn Đại Ninh lộ sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc Ngày 3 tháng 11, AFI Tiếng Việt Loan Tình, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khai, được cấp trên giao chỉ thị trong vụ Sài Gòn Đại Ninh. Theo đó, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng khai rằng, ông được cấp trên giao chỉ thị giải quyết các đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh trong vụ án sai phạm về đất đai ở tỉnh Lâm Đồng. AFA dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 2 tháng 11 cho biết, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Lâm Đồng. Có 10 người bị đề nghị truy tố trong vụ án này, bao gồm các cựu quan chức tỉnh Lâm Đồng, trong đó có cựu bí thư Trần Đức Quận, cựu chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp. Và đây là hình bản tin trên AFA. Một bản tin khác của AFA cũng trong ngày 3 tháng 11 cho biết thêm, kết luận điều tra của Bộ Công an xác định hành vi của ông Mai Tiến Dũng và những sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước là giá trị toàn bộ dự án Đại Ninh. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng và có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.500 hectare. Theo AFA, dự án Sài Gòn Đại Ninh được triển khai thực hiện từ năm 2010, nhưng sau 13 năm, sau khi khởi công, dự án vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, cỏ dại mọc cao lúc đầu người. AFA cho biết, theo báo cáo nhà nước, vị cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ còn khai thêm về mối quan hệ thân tình giữa ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, với lãnh đạo chính phủ lúc bấy giờ và cũng là cấp trên của ông Dũng. Và giải thích rằng bản thân không còn cách nào khác nên phải ký phê duyệt bởi ông Trí có sự hậu thuẫn của lãnh đạo chính phủ. AFA cũng cho biết cấp trên của ông Dũng, lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn xảy ra vụ án là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ông Phúc được bầu làm chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2021, nhưng được cho thôi chức chủ tịch nước hồi tháng 1 năm 2023, theo nguyện vọng cá nhân. Theo truyền thông nhà nước, ông Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Và đây là hình vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc thời đỉnh cao. AFA nhắc lại, trong buổi lễ bàn giao chức vụ ngày 4 tháng 2 năm 2023, ông Phúc đã phát biểu Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến việc Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Với lời khai của ông Mai Tiến Dũng, này xem ra gia đình ông Phúc không chỉ liên quan Việt Á mà còn có thể liên quan đến nhiều vụ án khác. Có thể nói, việc những khai nhận về lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là cấp tứ trụ, lại bị đưa vào kết luận điều tra là điều cực kỳ hiếm hoi. Phải chăng, điều này là dấu hiệu cho thấy cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị đưa vào lò trong thời gian tới. Trước đó, ngày 25 tháng 10, thời báo chấm đã loan tin liên tục từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu đã bị triệu tập đi lấy cung từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối mới được về tại trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã viết đơn nhận tội và chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật như cắt hết chức danh hoặc xử lý theo pháp luật tội hình sự nhưng xin tha cho vợ và các con. Có thể cuối tháng này hoặc sang tháng 11, Bộ Chính trị sẽ quyết định hình phạt cho Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ Sài Gòn Đại Ninh lộ sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về việc Việt Nam kết án nặng này đối với blogger Đường Văn Thái. Ngày 1 tháng 11, AFI tiếng Việt loan tình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan ngại vì Việt Nam bắt cóc và kết án tù blogger Đường Văn Thái. AFI dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 31 tháng 10 đã bày tỏ quan ngại trước việc Hà Nội kết án tù 12 năm đối với blogger Đường Văn Thái. AFA nhắc lại, ông Đường Văn Thái còn được biết với tên Thái Văn Đường là người nổi tiếng vì đã đưa tin về tình trạng tham nhũng của các quan chức trong đảng, chính phủ Việt Nam và đưa các tin này lên mạng xã hội. Ông Thái bị mất tích tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 4 năm 2023 khi đang chờ định cư ở nước thứ ba sau khi được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng cho rằng ông bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay trên đất Thái Lan. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, hãng tin quốc tế dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Chúng tôi quan ngại trước việc kết án và án tù nặng nề đối với đường Văn Thái. Chúng tôi tiếp tục lo ngại trước những báo cáo cho rằng ông đường Văn Thái đã bị giới chức Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan và cưỡng bức về Việt Nam. AFA cho biết, chính phủ Hà Nội từ trước tới nay chưa bao giờ thừa nhận việc bắt cóc ông Đường Văn Thái. Trước đó, ngày 30 tháng 10, AFA đã loan tin về việc Hà Nội kết án nặng nề đối với blogger Đường Văn Thái. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 10 đã kết án ông Đường Văn Thái 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa sự kính không có sự tham dự của gia đình. AFA dẫn một nguồn tin biết rõ về phiên tòa cho biết, kết quả của phiên xử bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào chiều cùng ngày. Theo nguồn tin, tại phiên tòa ông Thái bị kết tội, đăng tải hàng chục video clip, bài viết trên Facebook và Youtube có nội dung chống phá đảng và nhà nước, theo khoảng 2, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, điều 117 làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bộ luật hình sự. AFA cũng cho biết truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng về vụ xử kính nói trên. Và đây là hình blog đường Văn Thái. Bên cạnh đó, AFA dẫn thông cáo báo chí ngày 30 tháng 10, ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á cho rằng vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Thái ở Thái Lan tương tự như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức vào năm 2017. Ông Robertson viết rằng, không có từ nào để mô tả đầy đủ hành động đáng khinh và bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam trong việc bắt cóc Đường Văn Thái. Và bây giờ, Hà Nội đang tiếp tục vi phạm bằng cách kết án ông với một án tù dài. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại sự đàn áp bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam bằng cách điều tra và xử phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho sự đàn áp xuyên quốc gia đó. Vẫn theo AFA, tổ chức Văn bút Hoa Kỳ chia sẻ lại bài viết của AFA trên tài khoản X đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với đường Văn Thái và trả tự do cho ông ngay lập tức. AFA trích dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền, gọi phiên tòa kính sự blocker đường Văn Thái là mang động cơ chính trị, đồng thời yêu cầu Việt Nam hủy bỏ bản án và trả tự do cho ông. AFA cũng dẫn phát biểu của bà Alexandra của tổ chức phóng viên không biên giới cho rằng việc bắt cóc ông Thái và tuyên án tù nặng nề cho thấy mức độ coi thường thực sự của chế độ Việt Nam đối với quyền tự do báo chí. Còn ông Swan Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo, gọi việc kết án tù này là một sự sỉ nhục, AFA cho hay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về việc Việt Nam kết án nặng nề đối với blogger Đường Văn Thái. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.